Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Kinh Con Việt Nam, mình là Ngọc đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm chủ đề những chiếc mic. Và lần này chính là một chiếc mic để bàn của thương hiệu Fifi K683A. Và bây giờ hãy cùng mình thử tìm hiểu xem chiếc mic này nó sẽ như thế nào nhé. Ta-da! Và trên bàn mình đây là toàn bộ sản phẩm của chiếc mic thu âm Fifi K683A. Đầu tiên là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay ạ, một chiếc mic từ bên hãng. Chiếc mic này thì được làm bằng hợp kim nhôm vô cùng chắc chắn và cầm đầm tay. Ở đây thì sẽ có công tắc tăng giảm âm lượng của mic. Và ở dưới chính là công tắc on off. Nếu như mà đèn led thể hiện màu xanh thì các bạn có thể sử dụng được. Ở phía mặt sau đây thì sẽ có một jack 3.5 để các bạn có thể kết nối với tai nghe để giúp cho bạn kiểm soát được âm thanh của mình. Ở bên cạnh đây chính là một filter. Với filter này thì mặt lưới này thì được làm bằng hợp kim nhôm kết hợp với phần viền được làm bằng nhựa ABS vô cùng chắc chắn. Ở phía mặt sau đây thì có những cái dây chu như thế này để các bạn cố định vào chiếc mic làm cho âm thanh của mình thêm trong trẻo hơn. Tiếp đến chính là một dây cáp. Với dây cáp này thì có hai cổng đầu ra là Type A và Type C. Các bạn có thể kết nối được với PC và laptop luôn. Và đây chính là một chiếc chân tripod từ bên hãng. Với chiếc chân này thì các bạn giúp cho chiếc mic của bạn đứng vững trên mọi địa hình mặt phẳng. Bây giờ thì hãy cùng mình đi set up và test thử chiếc mic này nhé. Ta-da! Mình mới kết nối xong chiếc mic Fifi K683A này với chiếc laptop này ạ. Bây giờ thì mình sẽ điều chỉnh mức âm lượng để trên chiếc mic này để các bạn thấy được cái sự khác biệt nhé. Với chiếc mic này thì sẽ thích hợp cho những bạn nào làm streamer này, youtuber, vlogger, thu podcast hoặc là thu âm hát tại nhà. Và không biết là chất lượng âm thanh như thế nào, các bạn hãy comment phía dưới clip này cho mình biết nhé. Trên đây là toàn bộ thông tin về sản phẩm chiếc mic thu âm của Fifi K683A. Hiện tại thì sản phẩm đang có sẵn tại Kinh Con Việt Nam ở 61 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình. Các bạn tới mua và trải nghiệm sản phẩm nha. Đừng quên like và subscribe cho kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm tiếp theo. Bye!